Vâng, và ngày hôm nay thì sân cỏ Việt Nam đang rất sôi động bởi vì đây cũng là ngày khởi tranh của giai đoạn 2 V-League 2023 và 6 đội bóng nằm trong nhóm trụ hạng thì được đá trước. Trong đó, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tiếp đón đội cuối bảng là BKMX Bình Dương. Dù vậy, để giành được điểm ở trên sân vận động Hòa Xuân là sân vận động của mình cũng không dễ dàng một chút nào đối với SHB Đà Nẵng. Có lẽ với tính chất quan trọng của trận đấu nên cả SHB Đà Nẵng và BKMX Bình Dương đều nhập cuộc khá thận trọng và không mạo hiểm tấn công. Dẫu vậy, không phải vì thế mà trận đấu kém đi phần sôi động. SHB Đà Nẵng đã có những cơ hội rõ rệt nhờ khai thác được sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, lần lượt Phan Văn Long, Lucao và Văn Hiếu đều bỏ lỡ. Còn cổ động viên BKMX Bình Dương cũng phải tiếc nuối khi cú sút ngẫu hứng của Tiến Linh lại chạm cột dọc rồi bật ra ngoài. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã có những thay đổi để tăng cường hàng tấn công. Điều đó đã khiến cho thế trận trở nên cởi mở hơn, cơ hội cũng đến nhiều hơn, nhưng vẫn là sự vô duyên của những cầu thủ. Hôm nay cũng là một ngày đáng buồn của Rimario khi số 9 của BKMX Bình Dương đã có không dưới 3 tình huống đối mặt với thủ môn nhưng đều không thể ghi bàn. Chung cuộc, SHB Đà Nẵng hòa BKMX Bình Dương không bàn thắng trên sân vận động Hòa Xuân. Phải nói là hôm nay thì hai đội cũng có những cơ hội mà bỏ lỡ ngon ăn. Thì tôi nghĩ là cái tỷ số mà mỗi đội có một điểm là tôi nghĩ là rất là hợp lý, vì tôi nghĩ là khán giả xem trận đấu mà hai đội là công hiến hết mình, một trận đấu mà tôi thấy là Bình Dương thi đấu mà tốt nhất từ trước nay qua 14 vòng đấu vừa rồi. Thật ra thì so với trận này tôi cảm thấy hài lòng hơn trận trước. Ở trận này ở hiệp 2, nhất là ở hiệp 2 đội Bình Dương họ chơi tốt hơn và cũng có nhiều cơ hội. Tuy nhiên hàng phòng thủ của tôi cũng để sơ hở nhiều cơ hội. Có thể nói là cả hai đội ngày hôm nay chơi rất là hay, có nhiều cơ hội để ghi bàn. Điều mà có dở thì tôi nghĩ chỉ có hai tiền đạo dở thôi. Hai tiền đạo của hai đội đều dở. Kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên Phan Như Thuật làm huấn luyện viên trưởng thì mọi thứ đang dần đi đúng hướng với Sông Lam Nghệ An. Từ chỗ chỉ biết hòa và thua thôi thì đội bóng này đã giành được 7 điểm trên 9 điểm tối đa trong 3 trận đấu gần đây nhất. Và sau màn so tài với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ vẫn tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của mình. Mọi diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong hiệp 2, khi sức ép mà đội chủ nhà tạo ra ngày một lớn dần. Cuối cùng, hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh đã không thể tiếp tục đứng vững. Xuân Tiến là người mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An với cú đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền bóng đầy thuận lợi của Văn Lượng. Trận đấu khép lại với thầy trò Nguyễn Vũ Tiến Thành ở phút 80 khi Patrick Lê Giang thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Người điền tên lên bảng tỷ số cho đội chủ sân Vinh tiếp tục là một cái tên trẻ sáng giá khác, đó là Trần Mạnh Quỳnh với một cú sút rất mạnh từ ngoài vòng cấm. Thua trận 0-2 trước Sông Lam Nghệ An, cuộc đua để trụ hạng ngày càng gian nan với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau giai đoạn lượt đi thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang xếp trên câu lạc bộ Khánh Hòa và đang có được 14 điểm. Về mặt lý thuyết mà nói thì cả Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa cũng không quá lo lắng nguy cơ bị tụt hạng và xuống hạng ở mùa giải năm sau, khi mà lúc này họ cũng đang có được vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên khi mà suất xuống hạng vẫn chưa chắc chắn được xác định thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và cả câu lạc bộ Khánh Hòa đều mong muốn có được kết quả tốt nhất ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cả Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Khánh Hòa nhập cuộc khá thận trọng, khiến trận đấu diễn ra mà không có quá nhiều tình huống đáng chú ý. Mọi thứ chỉ hấp dẫn hơn đôi chút ở những phút cuối khi hai đội tăng tốc và tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, sự vô duyên của những chân sút khiến cơ hội lần lượt trôi qua trong tiếc nuối. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thì ở phút bù giờ cuối cùng, Oliveira có pha lập công quý như vàng để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ Khánh Hòa. 3 điểm có được ở trận này gần như đã có thể giúp thầy trò huấn luyện viên Kiatisak yên tâm ở cuộc đua trụ hạng. Thưa quý vị, câu lạc bộ Viettel đang trải qua chuỗi ngày trong mờ với 6 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, và sau màn so tài với câu lạc bộ Hải Phòng thì con số này đã được tăng lên thành con số 7. Thưa quý vị, câu lạc bộ Hải Phòng đã bước vào chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Viettel với tư cách là đội bóng xuất sắc nhất tháng 6, cùng với đó là danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 6 của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, trước một đối thủ đang có phong độ rất tốt là câu lạc bộ Viettel với 6 trận bất bại liên tiếp, thì câu lạc bộ Hải Phòng đã đánh rơi những điểm số trên sân vận động Hàng Đẫy. Câu lạc bộ Hải Phòng kiểm soát bóng tốt nhưng lại thường xuyên rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công mà Viettel dong ra.
Văn Hào sau khi bỏ lỡ cơ hội này thì không lâu sau lại chính là anh mở ra một cơ hội khác thuận lợi hơn cho đồng đội lập công. Pha khống chế và xử lý bóng ở tốc độ cao của Đức Chiến xứng đáng với những tràng pháo tay. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ này cho Viettel ở mùa giải năm nay. Mọi chuyện diễn ra tương tự trong hiệp 2 khi đội bóng áo đỏ tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa. Lần này người lập công là Nhâm Mạnh Dũng với cú vô lê đẹp mắt. Quãng thời gian còn lại, thầy trò Luyên Chu Đình Nghiêm cố gắng tạo ra sức ép nhưng bất lực trong việc chọc thủng lưới đối phương và chấp nhận rời sân hàng đẫy với trận thua 0-2. Chúng tôi ngoài việc là chúng tôi chơi đánh biên ra thì chúng tôi cũng đa dạng trong cái lối chơi. Có những cái tình huống chúng tôi chơi cả trung lộ. Đối với các cầu thủ đánh biên thì nhờ những cái pha chúng tôi chơi trung lộ thì có cái khoảng trống cho các cầu thủ biên. Đá biên khi chúng tôi chuyển hướng thì có cái khoảng trống và có thời gian để cho các cầu thủ đá biên xử lý bóng. Tôi nghĩ rằng là trận đấu thì những cơ hội đội nào tận dụng tốt thì cái thế trận nó sẽ khác. Trước khi để thua thì Hải Phòng đã có rất nhiều cơ hội rất rõ rệt nhưng mà không tận dụng tốt thì dẫn đến trận thua là cái chuyện bình thường. Với thắng lợi trước câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ Viettel đã vươn lên áp sát ngôi đầu khi bằng điểm số với câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng kém về chỉ số phụ. Trong khi đó ở nhóm đua trụ hạng, khoảng cách giữa những đội bóng ngày một được gia tăng. Sơn La Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai gần như có thể yên tâm với chiến thắng ngày hôm nay. Một vị trí xuống hạng có lẽ chỉ xoay quanh SHB Đà Nẵng, BKMX Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 16 và ngày 17, những trận đấu còn lại của nhóm đua vô địch sẽ được diễn ra. Thép Xanh Nam Định được dự đoán sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Đông Á Thanh Hóa, trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng gần như hết mục tiêu mùa giải năm nay. Trận đấu còn lại giữa câu lạc bộ Hà Nội và Top Elite Bình Định sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà khiến câu lạc bộ Hà Nội bị đặt dấu hỏi về sức mạnh. Gặp Top Elite Bình Định trên sân hàng đấu, câu lạc bộ Hà Nội liệu có giành nổi 3 điểm trước Top Elite Bình Định? 19:15 ngày 17 tháng 7, câu lạc bộ Hà Nội, Top Elite Bình Định trực tiếp trên VTV5.